Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức báo động, trong đó đáng báo động nhất là tình trạng ô nhiễm không khí với nguyên nhân chủ yếu là do khí thải từ các phương tiện giao thông gây ra. Phóng viên Nguyễn Thuận đưa tin từ một điểm được coi là điển hình về tình trạng ô nhiễm. Nơi tôi đang đứng là khu vực ra vào cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm nóng kẹt xe của thành phố, với hàng trăm ngàn lượt phương tiện lưu thông qua đây mỗi ngày, bất kể là giờ cao điểm hay giờ tan tầm, ngày thường hay là ngày lễ. Và bằng mắt thường thôi, quý vị và các bạn có thể thấy được là không khí của khu vực này luôn trong tình trạng mờ ảo, bởi vì các lưu lượng phương tiện qua đây thải ra mỗi ngày và những hạt bụi này đang lơ lửng trong không khí. Theo kết quả quan trắc ô nhiễm không khí vừa qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tại 20 vị trí cho thấy ô nhiễm chất lượng không khí chủ yếu là do bụi lơ lửng từ các hoạt động giao thông gây ra. Hơn 72% số liệu bụi quan trắc tại vị trí giao thông vượt tiêu chuẩn Việt Nam, với số lượng xe gắn máy trên 7 triệu chiếc và hơn 600.000 xe ô tô các loại ở thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi ngày xe thải ra một lượng rất lớn khói bụi. Những khu vực có mức độ ô nhiễm cao thường đi kèm với mật độ giao thông đông đúc như là khu vực ngã tư An Sương, khu vực ra vào cảng Cát Lái, đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, ngã 6 Gò Vấp. Cùng với bụi, nhiều loại khí độc như là NO2, O3, CO có dấu hiệu vượt chuẩn, khiến tỷ lệ người dân mắc bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí tăng mạnh, đặc biệt là bệnh hô hấp. Bên cạnh đó là bệnh do ô nhiễm tiếng ồn cũng đang gia tăng. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh giao thông thì tại các khu vực có những công trình xây dựng về giao thông cũng như những tuyến đường đang được sửa chữa thì cái tình trạng ô nhiễm không khí cũng đang rất cao.